Và bước qua cái thịnh thị thì vô cái khuôn của Đức Trạng Trình. Đức Trạng Trình ngài đã tiên tri rõ ràng là Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh, hoặc là năm gồng gắn ngựa dê chúng tranh thế giới ê hề thay thi. Thấy không? Mà chính ông ba cũng khẳng định luôn, nhiều khi huynh đệ cô bác nào hỏi ví dụ à, cái thành nào hay là cái chừng nào mới tới cái thành xin thưa đây, mà nói ở đây có can chi rõ ràng à, lời của ông ba đã là tiên tri xác thực luôn đó. Ông ba ông khẳng định là giáp thời Ngó Thế Binh Đao, thấy không? Giáp là cái thịnh tới này là giáp thịnh, Ngó Thế Binh Đao là chiến tranh. Rồi chạy đâu đường nào cho khỏi, hai nữa Đức Thầy cho biết là con rồng mới nửa gút nanh, mà trong bá thánh thất thanh hải hùng, thì có nghĩa là con rồng là năm thìn mà mới nửa gút nanh là nửa năm thìn, mà trong bá thánh thất thanh hải hùng, hoặc là Đức Thầy nói chung, hoặc Phật Thầy nói chung rồng lộn, ê hề thay thi, rồng cũng là thịnh, mà ê hề thay thi. Đến gà dỗ dậu thì bình an, thì tức hợi nhị niên giai tiền định, hoàng lai thượng cổ bình an, thì bước qua năm dậu mới bình an. Lúc đó là bắt đầu mới ngưng chiến tranh mới bình an. Còn từ đây tới đó xin thưa với ông bà cô bác, khơ long trời lỡ đất, điêu linh nghiêng ngửa, lớp nào chiến tranh, lớp nào sụp đất, lớp nào sống thần, lớp nào bão tố phong ba. Thành thử ra cái trận đồ này, chiến này mình không tu là không thể nào chịu nổi đâu. Xin thưa với cô bác huynh đệ, không làm hiền thì không thể nào mình lọt được. Mà muốn sống nối đời thánh đức thượng quân, muốn giữ hội Long Hoa là mình phải ăn năn, phải thức tỉnh, phải hoài đầu hướng thiện, có nghĩa mình phải trở lại cái chữ hiền để sau này mình mới giữ được hội Long Hoa. Không, nếu không có cái này là không thể nào chịu nổi trong cái thời chiến tranh này. Tại vì chiến tranh cả một cái thế giới, mà giờ chiến tranh nó hiện đại hơn có một cái đó, là tên lửa mà. Tên lửa bây giờ nó ở đằng xa, nó nhấn nút tới không, nó không cần đi tới chỗ đâu. Hoặc là nguyên tử hạt nhân bây giờ mà, ví dụ mà nước này đánh nước kia đánh nước nọ, cuối cùng rồi nó bùng cái hạt nhân nguyên tử lên, thành thử thầy nói là tối trời tối đất. Vì vậy mà hôm nay Đức Thầy mới nói khùng tốn biết âm dương kết điểu, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca, hoặc là ông ba nói bảy ngày đêm bật ló trời trăng. Thành thử ở đây là ý đề xác thực, ở đây là cái cơ trời, cái lệnh trời, cái tuồng hát này do nó thiên định. Vì vậy mà hôm nay thầy lãnh có sứ mệnh, thầy bài khai ra để cho chúng sanh thức tỉnh tu hành. Để cho chúng sanh thức tỉnh tu hành. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ hai cái ý đề này cho nó xác thực nha. Rõ ràng đó, tại sao mà thầy phải đưa ra cái mệnh đề này, thầy nói về cơ pháp. Cái mệnh đề này cho tất cả rồi cô bác huynh đệ hoặc đồng đạo để nghe thấy được ý đề này. Đây là cái sự thôi, còn cái lý là thầy nói là rõ ràng là chiến tranh đệ tam thế chiến là bắt đầu nó bùng nổ. Thì mình thấy vừa qua đằng ngay chân ngay tháng bờ rồi, là hai nước ở ngoài nó đánh nhau rồi. Mà nó đánh nhau coi như dân chết hai nước đó thôi, bây giờ không biết, không còn có gì mà để mà diễn tả nổi cô bác ơi. Mà không phải trước hết đó, Tư Hoàng nói là nói ngay chân cái tháng 10, chứ còn trước đó là thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó chụp đất nè, nó chết cái cũng mấy chục ngàn. Rồi thêm cái là Libya cũng vậy, Libya bị sóng thần nè, rồi bị dở đê nè, chết cũng mấy chục ngàn. Bây giờ chết vậy không? Rồi bây giờ chiến tranh nó bùng lên cái nữa thì thử hỏi thưa cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước như vậy đó, rồi bây giờ chết là chết như vậy không? Là đây là phải cái cơ tận diệt không? Chứ hồi đó giờ đâu có chết như vậy. Hoặc là trước hết vừa qua cái năm ngày 2019, virus corona nó bùng lên cả một cái thế giới ta bà này, phải nói là gung ginh. Vừa qua rồi là virus corona đó, chết hình như là cả 4 phần rồi đó. Cả cái thế giới này chết không biết bao nhiêu. Tại sao mà thế giới này phải đau bệnh, mà cái bệnh virus mà phải chết như vậy? Là vì cái cơ tận diệt. Dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Bệnh rồi phải đối đau nữa. Huyên trần sớm liệu bắp phai cháo gao đỡ dạ tháng ngày cho qua. Nhắn cùng bổn đạo gần xa tu hành trì trí mà là liệu mà. Đây là cái cơ thầy đưa ra rõ ràng, là thầy đã khẳng định rồi, coi như đau rồi phải đối nữa. Chiến tranh đây nữa bùng lên chiến này đó, nghe xin thưa với cô bác huynh đệ, rau coi chừng không có ăn, lo chạy chết không hả? Chứ tới chừng đó không có lo ăn đâu, chứ đừng có nói mà cái gì mà để mình bảo thủ cho mình, để trời mà dự trữ hả? Ăn gì không được, còn dự trữ hồi trước nó các nước nó dự trữ rồi. Trước khi chưa có xảy ra chiến tranh là các nước nó đã dự trữ rồi, có lời mệnh đề Đức Thầy nói khẳng định rõ ràng, khắp thế giới binh lương cụ túc, thấy không?
khắp thế giới này là nước nào cũng vậy đó, binh là lính, lương là lương thợ cựu tốt, là có nghĩa là nó dụng cụ để sau này đặng mà nó khỏi chiến tranh. Thành thử ra Đức Thầy mới nói khắp thế giới binh lương cựu tốt là nó để dành dụm, để sau này lương thực để mà dành sau này nó đánh với nhau nè, rồi quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Nước nào nó cũng vậy, nó tranh giành gì cái quyền lợi mà nó xé sâu nhau, cũng như bây giờ nó giành như thể hiện là trước mắt rồi. Các nước ai cũng biết, Trung Quốc á, hồi đó giờ nó vẽ cái đường lưỡi bò, có bắt đầu nó chiếm, nó giành đủ thứ đủ chỗ hết. Thành thử quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, nhưng mà nó giành rồi mà là dân khổ mình khổ, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào. Nhân sanh là chúng sanh là mình đây nè, Phật thầy thấy rõ ràng là thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, chứ không phải rơi nước mắt đâu, tuôn máu, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Thành thử thanh thưa với cô bác huynh đệ nha, cái màn này là cái màn một diễn ra rồi cô bác ơi, chiến tranh đệ tam thế chiến nó bùng rồi, chứ đừng có nghĩ ở trong đất nước Việt Nam chưa có gì hết. Thành thử mình mờ hồ mình nói ra sao không thấy không, chưa có gì hết nha. Nhưng mà đây là sự thật, lời của thầy nói là chiến tranh đệ tam thế chiến là ở Trung Đông đầu tiên, có nghĩa là Trung Đông là cái màn một. Rồi thậm chí Trung Đông mà nó chết chừng nào mà nó chết muốn hết rồi đó, là mà nó im im lại đó là Biển Đông nó xuất hiện lại, đó là màn hai. Mà Biển Đông mà nó dậy sóng rồi đó ngang, là Đức Thầy cho biết là ngọn thủy triều nấu nước sục sôi đó, chứ không phải nói chơi đâu. Tại vì nguyên tử hạt nhân với tên lửa không hả, chứ này nó bùng lên một cái rồi là tối trời tối đất á. Nhưng mà hạt nhân mà nó bùng lên rồi á, tại vì thời kỳ đó Mỹ nó chưa tiến bộ, mà bây giờ khoa học tiến bộ rồi, nước nào cũng vậy, nó chế là rồi coi như là tối tân không à. Thành thử giờ anh trái một à. Để Tư Hoàng xin chia sẻ qua về cái ý đề chiến tranh thôi, cuối cùng là cái dùng thất sơn màu nhiệm đó là mới kết thúc chiến tranh thôi. Bây giờ để Tư Hoàng xin chia sẻ về cái ý đề này, nói về riêng về cái Thiên Cẩm Sơn là núi cấm. Cái thứ nhất á, là cái mệnh đề thầy nói rõ ràng, lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, có nghĩa là sao mà Đức Thầy nói lầu đài núi cấm lộ nay mai, mà chừng nào lộ. Cái thứ hai nữa, Đức Thầy nói đó, ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, hoặc là thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Hoặc là Đức Thầy nói khẳng định luôn là rõ ràng là Thầy nói núi cấm nổ, là nhiều cái ý đề Thầy nói nổ lắm. Có nghĩa là cái núi cấm này là sau này là phải nổ thôi. Nổ rằng lộ ra một cái đền đài, nhưng mà nguyên nhân nào mà Thầy để cho mình biết cái vùng bảy núi hồi đó, giờ nếu Thầy không nói làm sao biết được. Làm sao biết trong đó biết có một đền vàng, hoặc lưu ly sa cừ pha lê hổ khoách, hoặc là cái hào quang của Đức Phật gọi là nằm ở cái phổ lư. Mà nhờ Đức Thầy là báo tin thức tỉnh chúng sanh cho mình biết, Thầy nói Đức thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài. Thôi giờ trở lại để nguyên nhân nào mà Thầy nói lầu đài núi cấm lộ nay mai hôm nay, để cô bác huynh đệ cùng với Tư Hoàng chia sẻ nha, coi chừng nào lộ. Trong cái bài Thiên Lý Ca đó, Đức Thầy nói rõ ràng, đến thân dậu cơ trời thấy lộ, hoặc là đến thân dậu thánh thần náo động, hoặc là đến năm thân dậu tay đầy sấm giang. Mà sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp tràn tới thi, chữ thi gần chữ sầu bi cũng ham của báo ly kỳ máu rơi. Như vậy là Thầy đã khẳng định rõ ràng là cái đến là cái năm thân dậu, rõ ràng là đến năm thân dậu tay đầy sấm giang. Thì hôm nay Tư Hoàng chỉ nhắc lại thôi, đây là cái cơ trời định là đúng vào cái ngày cái năm thân dậu là núi cấm nổ, không đường nào, không thể nào mình nói thành tựu được. Đây là nhắc lại là cái cơ pháp của Thầy. Vì vậy mà hôm nay thành thử ra Đức Thầy nói là năm 39 là Thầy đưa ra để thức tỉnh chúng sanh thôi, có nghĩa là lầu đài núi cấm lộ nay mai thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài. Lúc đó là để Thầy đánh thức chúng sanh là thức tỉnh, để cho mình tỉnh ngộ tu hành, cho biết là ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ. Tiếng sấm thứ nhất, thứ nhị, thứ ba. Nhưng mà cái thứ nhất, tiếng sấm thứ nhất là núi Sam. Đầu tiên là cái núi Sam, Đức Thầy cho biết là núi Sam sau mất thất sơn với điện đài, có nghĩa là nổ cái núi Sam trước rồi mới tới thất sơn mới điện đài. Mà nổ cái núi Sam rồi, đây là cái tiếng trống lệnh cho ông Năm Chèo, ông thị hiện lên đó.
Có nghĩa là ông nghe nổ cái tiếng sấm đầu tiên là lịnh trời đó, tới ngày giờ núi Sam mà nổ rồi, ông Năm Chè ông lăn ngang cái, ông là bay lên cái không trung á. Ông bay tới đâu là ông phun lửa là cháy tiêu diệt tới đó hết. Vì là vì sao? Tại vì cái cơ trời đã định là ông Năm Chèo ổng là xấu thần. Vì vậy mà hôm nay là coi như là có tiếng trống là lệnh đầu tiên là núi Sam nổ rồi tới, mới tới là có thiên cảnh dùng bảy núi Thất Sơn bảo nhiệm. Vì Đức Thầy nói ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ các chư hầu vô nhau giành xét. Thành thử ra mà Thầy khẳng định luôn đây là Tư Hoàng chỉ nhắc lại thôi nghe, lời của Thầy. Nhưng mà đúng ra có nhiều huynh đệ cô bác anh em nói thiên cơ bất khả lộ, xin thưa để mà nói nghe. Tại vì cái năm 39 Thầy mới khai sáng đạo à, mà pháp đạo của Thầy còn hiểu không nổi, tại Thầy nói trên trời làm sao mình hiểu được. Nhưng mà cái thời gian qua, cái thời gian từ từ có nghĩa là thấm nhuần được, ngộ được cái chân lý của Thầy, tới chừng đó Thầy mới nói rõ ràng à, bàn dữ luận đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên ý bày ra. Thầy cho phép mình bàn luận đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên ý bày ra, nếu không bàn không luận làm sao mà ngộ hiểu được Thầy nói cái cơ pháp là cái gì là cái gì. Và cái thứ hai nữa là Thầy nói là chừng nào bổn đạo hiểu thông. Thầy hỏi tới ngày giờ Thầy về Thầy hỏi à, chừng nào bổn đạo hiểu thông, hiểu mà phải thông, rồi thiên cơ nè, đạo lý nè, để lòng bởi thôi. Rồi bây giờ mình chấp ngã thiên cơ, cái mình nói là thiên cơ bất khả lậu, xin thưa à, Đức Thầy khẳng định rồi, thiên cơ được lệnh nên ta nói. Mà bây giờ Thầy cho phép mình bàn với lượng đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên ý bày ra. Thành thử ra xin thưa với cô bác huynh đệ, mình phải biết từ theo cô chu kỳ hồi mới học lớp 1 khác, mình lên tới lớp 5, lớp 6 nó khác. Cái trình độ có nghĩa là cái bài học nó khác, chứ nó đâu có phải như cái bài học lớp 1 vậy. Vì vậy mà hôm nay ví dụ tín đồ của Thầy, con của Thầy, tôi có một số các hàng bô lão cũng mấy chục năm nay rồi. Thành thứ cơ pháp có quyền để bàn, Thầy đã khẳng định rồi. Bàn với luận đặng coi chân lý, không bàn không luận làm sao mà hiểu được lậu cơ trời thiên ý bài ra. Vì vậy mà hôm nay nó xin thưa với cô bác huynh đệ, nó nói nó về thiên cơ bất khả này kia nọ là sai, sai bét nè. Thầy tự chỉ hồi mới lớp 1, lớp 2 là Thầy không cho phép, mà lớp 5, lớp 6 Thầy biểu, Thầy cho phép bàn để tìm hiểu. Vì cái cơ pháp là gì? Rồi mà nếu mình không tìm hiểu rồi biết ở trong núi cấm có gì không? Có đền vàng không? Biết có lưu ly sao cừ hoa lê hổ khách trong đó không? Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái chỗ này nha. Rồi trở lại cái chỗ là núi cấm nổ, khẳng định luôn đây là lời của Thầy, Tư Hoàng xin nhắc lại thôi. Thầy nói rõ ràng đến thân dậu cơ trời thế lộ nha. Thân dậu rõ ràng đây là Thầy nói thân dậu nghe, cơ là cái máy, cũng nói sự là cái máy à, còn nói lý là ông trời ông định hai cái năm này, mà lộ là lộ cái gì, đâu phải con lộ đất lộ đá mình đâu. Con lộ này nó di diệu, nó ngộ lắm. Đức Thầy cho biết là lầu đài núi cấm lộ nay mai con lộ này nè, hoặc là ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, con lộ này nó di diệu vậy đó. Thành thử hôm nay Tư Hoàng chia sẻ chỗ này nha. Rồi sấm gian thì lộ bản vàng, thấy không, nó rõ ràng nó cũng là lộ. Nếu núi cái nổ là nó lộ ra một cái đền vàng, mà một cái đền vàng này để chi? Để cho Phật dương độ chúng thế giới bình an. Mà ông vua ông là Phật mà chẳng lẽ không có cái đền đài, không có cái ngôi vị của ông rồi ông ngồi đâu, ông ở đâu? Mà vì vậy mà hôm nay Thầy tiết lộ cho mình biết là núi Thiên Cẩm Sơn là có tới chừng nổ ra là một đền vàng, trong đó là cái chỗ của vua chúa để ngự nha, ngự để mà độ chúng sanh với trị quốc an dân. Đây là xác thực thực tế rõ ràng, thành thử ra không thể nào nó không nổ được. Mà Thầy khẳng định luôn là thân dậu rồi, đến năm thân dậu ta đầy sấm gian, đây là Thầy nói rõ ràng là năm thân dậu. Rồi bây giờ xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, nếu nó hỏi cái thân dậu này thì hầu như nó còn mờ hồ á. Thằng ba thì vô cái vùng Thất Sơn mộ này nhiệm bảy núi này nè, bắt đầu qua liền năm nước chật đường nè, rồi 18 nước tranh bá đồ dương là coi như là xong khuyên giảng cái tuần hát này. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ chỗ này, chứ đừng có nói cô bác nó không biết thình nào chẳng qua mình không có cái duyên thôi nha. Chứ Đức Thầy khen đó, ai người tâm đạo biết thừa tới đâu có nghĩa là dư lắm, còn mình không biết là chẳng qua cái tâm mình không có đạo. Ở đây Tư Hoàng xin nhắc lại thôi, vì cái chỗ này đó thành tựu mình không biết, rồi không biết có bắt đầu chỉ trích mờ hồ, còn nói không biết thình nào, không biết nó có ngày giờ năm tháng chứ. Thầy lãnh lĩnh được sứ mạng trời, Thầy đã khai, là bài khai xác thực hết rồi.
nội có cái trong bài sứ mạng thầy nói có xác thực không? Vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Định hoạch định. Vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Định là ông trời hoạch định là thọ ký cho Đức Thầy lãnh lệnh là sứ mạng trời. Lý Thiên Định hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, nên ta đây không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Như vậy thì coi như cái chiến tranh tàn khốc này do loài người tàn bạo gây nên, chứ đâu phải mà đây là nhân là quả. Nhưng mà cái loài người tàn bạo nó gây rồi lên rồi thì cả một cái thế giới ta bà này phải chịu thôi, phải ảnh hưởng chung, nhất là dân là phải chết nhiều nhất hết đấy. Tại vì nó quýnh thành phố không, nó không còn quýnh như hồi xưa mà ở trong đồng, trong bưng, trong trong biển, trong 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 rừng nữa. Và bây giờ nó quýnh thành phố không à. Mà Đức Thầy khẳng định luôn, thì bây giờ trước mắt mình thấy rõ ràng rồi đó, là hai nước ở ngoài nó quýnh vô và ngay thành phố không, có thấy không? Thầy mới nói là phồn hoa đô hội lưu dân quyết. Phồn hoa là ý thầy muốn nói là ám chỉ là coi như là thành thị, đô hội là đông người, đó coi là cái chỗ thành thị là đông người, lưu dân quyết là máu. Vì vậy mà hôm nay đây là cái lời của thầy bài khai xác thực rồi. Còn nếu mà tất cả cô bác huynh đệ còn lưỡng lự nan nghi không biết thành nào hoặc là tới trưa đó, xin thưa để bà nói gán niệm Phật đi nha. Chứ ngày nay yên tịnh, chứ ngày mai thảm sầu á. Trong cái chu kỳ này, cái cực kỳ cùng cuối này nè. Như cái tuồng hát này của cơ thiên đã định, có nghĩa ông trời ông đã định rồi. Tại vì chúng sanh nó có nghĩa là tàn ác quá nhiều đi. Đúng ra là chết hết năm 36 lần, chứ không phải tới năm nay giờ này mà tình ví dụ như Tư Hoàng ngồi đây để đăng lên cái clip này nói chuyện với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước đâu. Đây là lời của tiên tri cái 11 hồi của Đức Sư Giải Bán Khoai rõ ràng. Ông nói là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý, năm Bính Tý năm 1936, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Vương khó đứng khôn ngồi tâu Ngọc Hoàng để Phật dạy trần. Vì lòng từ bi của Phật của thầy xin gia hạn một giáp là 61 năm. Thì bước qua năm 39 thầy khai sáng đạo, lãnh lệnh trời khai sáng đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão. Thầy nói hạ quân này đã hết đời, lật giáo lý đầu tiên thầy nói hết đời. Mà mình đâu có tin đâu. Năm 36 sự thật ra mà không có Phật, không có thầy mà xin gia hạn Đức Ngọc Hoàng là ông vũ sổ rồi, năm 36 không còn đâu. Chứ đừng nói tới bây giờ này. Rồi giờ này năm 39 bước ra qua 39 thầy khai sáng đạo, hạ quân này đã hết đời. Thầy nói hết không còn. Thôi với cô bác nha. Ông bà nói thiếu phước đức sắc gan cũng chảy đó. Thành nữ cô bác gán đi, nếu đủ duyên với Tư Hoàng, xin Tư Hoàng đăng lên cái clip này để chia sẻ cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, mà những cô bác huynh đệ nào chưa tu gán làm hiền đi. Vì cái nghĩa, cái nhân với cái tình với Tư Hoàng mà cô bác gán làm hiền đi. Tư Hoàng mong cầu gán làm hiền, gán niệm Phật đi, để chút nữa thầy cứu mình dự hồi Long Hoa hoặc qua được đời Thánh Đức Thượng Quân nói đời. Chứ giờ này không còn gì nữa để nói đâu. Giờ này đừng có nói danh lợi tài, danh lợi hay là để hơn thua cao thấp gì, xin thưa để mà nói. Lo này bắt đầu nè, chạy chết bây giờ nè, chạy mà coi như không kịp luôn á. Đức Thầy khẳng định cha nội bồng con vợ khóc hòa đó, tan nát sớm giềng khổ dữ a, tan nát luôn á, chứ không phải nó còn nhà không người ở. Ôi nói trước, nó như vừa rồi đó, thấy Ugana đó còn dám ở không, đi rồi. Để mình đi chạy giặt đó, chạy hết trơn đó, mà có ai mà dám ở đó không? Thành thử Đức Thầy mới nói là cả một thế giới, cả một cái thế giới này nhà không người ở. Ôi nói trước nha. Ôi là thầy than đó, thầy than vì cái khổ nó diễn biến tới đó, là năm 39 là thầy than rồi. Trời lỡ đất điêu linh nghiêng nữa đó cô bác huynh đệ ơi, trong nước ngoài nó cũng vậy đó. Chị thầy gán đi, gán làm hiền đi, gán thức tỉnh, gán hoài đầu ăn năn đi, gán niệm Phật cho nhiều. Chứ trời, thời kỳ này mà còn gì nói, nó nhìn ngoại cảnh mình cũng biết rồi. Nội chưa lớp nào nè, sập đất mà sập đất phải chết ít đâu, cũng mấy chục ngàn không á. Bây giờ mà trước mắt thì mình thấy sập rõ ràng đó. Là nước Trung Quốc là sập không biết bao nhiêu lần, sập lần chết cũng không biết bao nhiêu. Rồi Thổ Nhĩ Kỳ cũng sập đất nè, cũng nhiều các nước luôn, chứ không phải riêng hai nước này không đâu. Nó tới cái giờ rồi, rồi lớp nào các nước bị sóng thần nữa. Mà sóng thần nó hùa vô, nó húp vô vào một cái rồi làm sao lội nổi. Thành thử phải chết, chết cái trận đồ này là chết, cái là chết là cái cơ tận diệt rồi cô bác huynh đệ ơi. Chữ tận là tiêu, diệt là dứt. Vì cái cơ trời định này. Tại vì thấy chúng sanh ở dưới này không hiền, không tu, không niệm Phật, lo hung dữ không à. Mười phần mà chết hết chín rồi còn có một à. Rồi thử hỏi như vậy rồi học xử sao được. Tại vì học giống hiền á, trời Phật thần thánh mới trọng.
Còn hạt giống hung dữ ác đức rồi mà thành thử phải tiêu diệt chứ đâu để hạt giống này được. Nếu con bác nào có, nếu mà tin tưởng á, mà giờ thấy rõ ràng thì hiện bây giờ Trung Đông nó đang đánh với nhau như vậy đó. Mà không phải hai nước này không đâu. Rồi bước qua cái thịnh trị này nó bắt đầu nó các nước vòng vòng nó bùng lên một cái ngoài Trung Đông nó xin tưa mà nói đó nghe. Là máu kêu bằng là linh láng ở ngoài. Rồi chừng nào im dịu rồi tới cái Biển Đông. Làm hàng hai là tới cái Biển Đông. Mà Biển Đông nó dày gọn cái tối trời tối đất tối lửa tắt đèn. Chứ không phải nói đơn giản đâu. Mà Biển Đông. Dạ dạ Quỳnh ơi thì... Đức Phật thầy tiên tri tiếp đó là trung ương gồng lộn ê hề thay phơ là cái tới luôn thôi Quỳnh. Thì rõ ràng là nếu diễn cái tuồng hát là phải hát tới hoài thôi. Đức Phật thầy cho biết là trung ương gồng lộn ê hề thay thi. Trung ương ý thầy muốn nói là ở núi Cấm nghe. Gồng lộn là ý đại ý thầy nói năm thìn mà gồng tại sao phải lộn trở lại, có nghĩa là gồng trung ương gồng lộn mà con gồng mà nó lộn rồi một cái đó nghe là ở dưới này là các nước là nghiêng ngửa đó chứ không phải nói đơn giản đâu. Vì cái cơ trời cái phép trời định con gồng đâu phải tự nhiên mà nó lộn một cái rồi là ở dưới này là nước nào cũng muốn đánh nhau chứ nó ngộ vậy đó. Thành thử ra trong cái thập bát quốc chiến này đó nghe, nhưng mà cuối cùng lại đó xin thưa với cô bác huynh đệ nha, chỉ có người hiền còn thấy vậy chứ không sao. Người hiền là nhờ được Phật thầy cứu độ nghe để nối đời Thánh Đức Thượng Quân dự hội Long Hoa. Chứ còn người hung, người dữ, người ác thì không còn thật sự, chứ còn dầu cho nó bùng lên chiến nào. Nhưng mà nó xin thưa với cô bác huynh đệ, nếu ai là người đất nước Việt Nam mà mừng thầm đi. Thấy vậy ra chứ nước đất nước Việt Nam là dòng giống con rồng cháu tiên, chứ không phải giống thường đâu. Thấy vậy chứ không có sao. Có Phật, có thầy độ cứu hết rồi. Nước Nam Việt nhầm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Hoặc là nước Nam như thế cái lầu ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Thành thử người hiền còn thấy vậy chứ không sao không chết đó. Đức thầy khẳng định rồi, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ đất nước Việt Nam mình là tại sao cái cơ trời định mà phải giữ cái hội, khai mở cái hội Long Hoa ngay đất nước Việt Nam. Mà cái thế giới này biết bao nhiêu nước mà nói, thậm chí có nhiều nước cường quốc giàu có nó còn hơn Việt Nam gấp mấy lần kìa. Nhưng mà sao thiên không định, cơ trời không định, ông trời không định mà định ngay đất nước Việt Nam để cho mình lại khai mở Long Hoa hội, dựng lên cái đời tân dân thánh đức. Vì đất nước Việt Nam lại còn cái dòng giống con rồng cháu tiên, thành thử không phải là cái giống thường. Thành thử cái người Việt Nam mai duyên lắm, sâu duyên lắm, hôm nay mình đã là nằm trong cái đất nước Việt Nam và đồng thời được Phật thánh tiên tại thế nữa. Hôm nay khẳng định là cái duyên sâu với thầy đó, là thầy đã thể hiện sớm để mà dạy đạo cứu đời, để mà thầy độ mình dìu mình qua cái Long Hoa hội để giờ qua đời tân dân thánh đức. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ với chỗ này, cô bác cứ tin tưởng, đem cái đức tin mạnh mẽ đi. Vì cái đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, rồi tới cái đệ tam thế chiến mới kết thúc, chứ không nói không có là không được. Tại sao không có đệ tam thế chiến được? Phải có đệ tam thế chiến, vì Phật đã thầy đã bài khai là chiến tranh rồi mà. Chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên mà không có sao được. Khi nào là chết gần hết ở ngoài đó mới êm dịu. Mà êm dịu rồi thì bắt đầu Biển Đông nó sống dậy. Tới Biển Đông nó sống dậy rồi tên lửa không à. Ở ngoài Biển Đông nó quýnh mình tên lửa với hạt nhân không à. Mà ở ngoài đó là coi như dân chết ít nha. Nó nào ngay. Dân chết chỉ có sợ cái hạt nhân nó bùng lên rồi nó bay khắp cả thế giới này, nó nghe sợ chết vậy thôi. Chứ còn nếu mà nó quýnh với nhau thì chỉ có là lính với lính nó giết nhau, nó chết ở ngoài Biển Đông mà chứ không có dân. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà còn mới có trận đầu thứ hai là Biển Đông. Mà xong Biển Đông tối trời tối đất ở ngoài rồi, coi như là ngọn nước ở ngoài nó sụt sôi rồi đó, tới chừng đó nó im ở ngoài là bắt đầu nó vô cái thất sơn bầu nhiệm là núi Cẩm Sơn, thiền núi Cấm. Mà nó vô cái núi Cấm rồi nó qua đất nước Việt Nam, không phải nó qua làm gì, nó tranh bá đồ dương, có nghĩa là nó giành đồ quý báu. Thành thử nó giành giật, mà nó giành giật thì nó cũng phải là xô xát với nhau. Bởi Đức Thầy cho biết qua liền năm nước chặt đường, qua lộ dân giáo máu trần thành sông, thấy không? Rõ ràng là năm nước mà chặt đường. Thì thật sự ra cái người không có duyên với Phật Pháp thì người ta không có thể nào tin. Chừng nào tới, ví như bây giờ mấy cái vị này mà nằm ở bên đất nước mà Hamas với Israel để hen, thì lúc đó mới tin. Còn giờ này chưa tin, tại vì ở ngoài quýnh không à.
rồi chút nữa tới Biển Đông quýnh nè Việt Nam chưa, mà chừng nào tới Việt Nam rồi lúc đó đó mấy cái người vị này là ta mới tin, mà tin rồi không biết sống được không, không biết còn sống để mà thấy không á, chứ lời của Phật của trời mà không tin là làm sao, không có là làm sao. Trời Phật nói mà đâu phải chúng sanh mà còn ăn bạ nói càng. Đây là cơ trời đã định nè, Phật lãnh sứ mạng để bài khai. Còn mình thiếu đức tin, mình không có cái duyên với trời với Phật. Từ cái chỗ này mình mới lưỡng lự nan nghi, mình mới nói mà không biết có hay là không. Nói mà không biết mà sự thật rồi có chiến tranh không. Đó, bây giờ hai nước ngoài nó quýnh chưa? Ở ngoài Trung Đông bây giờ nó quýnh chưa? Nếu nó quýnh rồi thì hình như là màn một rồi đó. Nó vô cái màn một đó. Rồi cái màn hai là Biển Đông, màn ba là cái vùng Thất Sơn Màu Nhiệm là bảy núi này. Chừng nào tới bảy núi rồi thì quý vị thấy biết à, có hay là không à. Mà sợ tới chừng đó không còn sống á. Nếu mình không tu, mình thiếu đức tin á, rồi không làm miền, không niệm Phật, không gì hết đó, thành thử không còn. Cái hàng này tiêu diệt hết à. Bởi vì Đức Thầy đã khẳng định rồi, rõ ràng là xử phân những đứa vô nghị mới là phải lắp dích tiền Ngọc Sơn nghe. Xử cái hàng vô nghị này trước. Cái dạng mà không tin tưởng trời Phật đó, nói không biết có hay là không, không nhiều khi đặt vấn đề còn dám nói là phạm thượng với trời Phật. Vì cái chỗ này phải xử nha, mà thầy cho biết xử phân những đứa vô nghị đó mới là phá lấp với tỳ Ngọc Sơn, tới chừng đó mới phá lấp nha. Rồi bây giờ nếu mình biết rồi thôi, giờ mình ăn năn mình thức tỉnh làm hiền, bây giờ đừng có nói gì hết trơn. Bây giờ nói mình thấy cái sóng thần thôi, với sụp đất thôi, bão tố thôi, mình thấy tới chưa? Hồi đó giờ có virus corona không? Cái đời của mình á, hồi trước cái đời mình hồi trước á, có virus mà bệnh chết hết cả thế giới này không? Không. Hồi đó có dịch tả, nhưng mà Phật thầy cho biết dịch tả ví dụ một làng nào đó thôi à. Ví dụ một cái xóm đó thôi bị dịch tả thôi. Còn giờ này nè, virus corona nó chết hết cả một cái thế giới này nè. Đó, tới chưa? Anh thử ra mình thấy rõ ràng dương trần sắp vướng bệnh trời từ đấy. Có không? Rồi phải bệnh không đâu, rồi phiên trần sớm liệu bắp phai cháo gao đỡ dạ tháng ngày cho qua. Nhắn cùng bổn đạo gần xa tu hành trì trí mới là liệu mai phải lo bắp hai là cháo gao đỡ dạ nó đói. Chứ đừng có nói ngồi ở đó mà không tin tưởng rồi còn nói trở lại còn nói có hay là không mà nói hoài sao không thấy. Tới chừng thấy coi chừng chị không nổi à. Tới chừng thấy là coi chừng mình không ăn năn, không thức tỉnh, không hoài đầu, không làm hiền, coi chừng là coi chừng không còn nổi, không sống nổi rồi, chứ đừng có nói. Thành thử ở đây Tư Hoàng chia sẻ với quý vị nha. Quý vị gắng đem cái đức tin, đây là cái cơ trời định nha. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế định, Phật Thầy lãnh sứ mạng trời bài khai để thức tỉnh chúng sanh tu. Cái gì lòng từ bi của Thầy đó nha. Từ ở cảnh giới cực lạc mà thầy thể hiện là xuống cái tỉnh An Giang này để mà độ tận độ chúng sanh trong cái thời kỳ cùng cuối. Đây là Phật lòng từ bi của Phật của thầy, thương xót chúng sanh trong cái đang bắt đầu vô cái dòng khổ, mà cái khổ bay hồn nữa. Mà trở lại giờ này mà còn lưỡng lự nan nghi, chẳng qua là mình không có duyên với Phật pháp với thầy thôi. Rồi mình mới hỏi vậy, mình mới hỏi không biết nói vậy, không biết có không? Có sống thần chưa? Có sụp đất chưa? Rồi có chiến tranh chưa? Ở ngoài Trung Đông nó chiến tranh chưa? Rồi đây nè, rồi tới cái vùng Thất Sơn Màu Nhiệm nè, tới chừng đó đó. Nó sợ máu chảy thành sông á, chịu không nổi luôn á. Vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ đặc biệt riêng rồi quý vị mà nào mà còn muốn hỏi cái vụ mà có hay là chưa, thấy nó sao nó hoài mà không có. Nhìn ngoài Trung Đông đi. Quý vị nhìn ngoài Trung Đông quý vị thấy biết là có hay không à. Tại vì thầy đã khẳng định rồi. Để tam thế chiến này là thầy khẳng định ngoài Trung Đông là nó xuất hiện trước. Thì đây là xác thực rồi. Thì thằng Hamas như Ukraine, ấy thằng Israel nó quýnh với nhau ngoài rồi. Mà trước hết là thằng Nga với thằng Ukraine nó quýnh rồi đó, thấy không? Rồi bây giờ nhiều nước là bắt đầu nó quýnh lên rồi, nó qua có thịnh đẩy nó quýnh lên ở ngoài Trung Đông là có bình địa ngoài nó tan thành đó. Còn quý vị nào không tin đó, gắng đi ra ngoài đi qua ngoài Trung Đông đi rồi biết. Sợ ra không nổi quá. Rồi tới Biển Đông nó sống vậy nè. Ví dụ tới Biển Đông nó xuống và sống vậy nó nhắn bằng tên lửa không á, với nguyên tử hạt nhân không, gắng kiếm tàu bè đi ra ngoài Biển Đông dòm coi có không nè. Thành thử anh Tư Hoàng xin chia sẻ với quý vị gắng tĩnh tâm lại niệm Phật đi nha, chứ đừng có hỏi như vậy nữa. Nếu hỏi như vậy mà thấy nó cục bộ lắm nè. Ở đây là cơ trời nè, coi như thiên định Phật đó, bà lòng từ bi bài khai để tận độ chúng sanh, cho chúng sanh thức tỉnh hoài đầu hướng thiện tu hiền.
để mà thầy độ, thầy chiều dắt lại mà giữ cái hội Long Hoa qua đời Thánh Đức Thượng Quân. Còn giờ này hỏi có không, tới hay là chưa nói mà không biết có hay không. Tới chừng biết sợ không còn sống á. Là Tư Hoàng xin thưa để nhắc lại những cái lời hoàng ngọc của Đức Thầy, những cái kim ngôn của Thầy bài khai để thức tỉnh chúng sanh hôm nay Tư Hoàng, để hâm nóng lại để chia sẻ cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước thôi.